Xin chào tất cả mọi người. Mọi người xem tập 1 xong rồi cảm thấy như thế nào nè? Nếu quý vị có thương yêu Lộ Lộ của Ú và tất cả các thành viên thì quý vị đừng quên xem, like và share thật là nhiều tập 1 và tập 2 của quý vị. Và chúng tôi sẽ có nhiều tập hơn nữa. Và đừng quên subscribe kênh YouTube cô Ú để đón xem những tập tiếp theo nha quý vị. Và bây giờ thì bốn chị em chúng tôi thì bắt đầu chuẩn bị qua điểm quay nấu ăn. Và ban tổ chức chương trình và khách mời Lê Như đang ở bển đón, không biết là có văn bẫy hay là cái gì cho tụi em không, đưa ra những thử thách thật khó khăn. Đúng rồi đó mọi người, nhớ nha, nhớ like và subscribe trang YouTube Cô Ú Bizu Meratis nha mọi người. Nhớ nha mọi người. Và mọi người nếu thích chương trình thì hãy để lại comment nha mọi người ơi, để chúng ta có thêm được nhiều tập hơn nữa. Nhớ chia sẻ cho chúng em nha, để có động lực tinh thần cho ra nhiều tập dài hay hấp dẫn hơn nữa cả nhà nha. Rồi tới rồi mấy đứa ơi, về tới đâu lang bê đê bóng lộ hát cà mà rộn ràng. Trời ơi chị ơi, có bông lao nè chị. Có bông lao nè. Chị ơi vừa kìa chị. Thôi đi lẹ đi mấy đứa. Má vừa đâu vừa bà nội. Nói nghe. Ủa, nè. Cái gì vậy? Cái cao má. Cái cao đó má ơi. Cái cao hả? Thôi đi lẹ vô đi, khách mời Lê Như ta đứng đợi nãy giờ rồi đó. Không. Cái này là biết sao không? Chú mèo mà kèo trèo cái cao hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ rừng xong mới mua muối dỗ cha chú mèo. Trời ơi tới rồi, khách mời đứng đợi rồi mấy đứa. Chào cưng. Dạ. Hồi nãy giờ có âm mưu gì với ekip rồi phải không? Đâu có đâu trời ơi, là nghĩ ác em không mà thật sự ra thì em cũng chỉ là khách mời em đâu biết gì đâu nè. Hại bốn chị em tôi lần nữa hả? Không có gì. Em không có biết gì hết trơn. Nè tao nói nè, tiếp theo là quy định nè. Tính giao nhiệm vụ gì đây? Dạ chào mừng các chế đã đến với ngôi nhà huyền thoại của đoàn phim. Dạ nơi đây chúng ta sẽ thực hiện món gỏi gà, cháo gà. Dạ bây giờ chúng ta sẽ đọc quy định. Cái trang thế à? Biết mà, cái con mẹ biên tập đó. Mà nó nghe nè. Dạ. Bây giờ tới đây nấu cháo mà cũng có quy định nữa hả cưng? Dạ đúng rồi, mình chơi trò chơi là mình phải có quy định. Dạ. Bây giờ sao nấu ra nồi cháo thì mắc gì quy định nữa? Dạ phải, em cũng biết nữa, nói chung là chương trình bờ ba b là nó là như vậy đó. Lúc nào nó cũng gây bất ngờ á, nó cũng phải có cái quy định. Thôi, dạ. nghe thử coi. Dạ. Biết đâu điều may. Dạ quy định, chúng tôi cho các bạn trong thời gian là 90 phút kể từ khi bắt đầu. Em chỉ nấu 8-9 phút được không? Dạ cái đó là chắc bị phạt đó, nên ta ghi nè 90 phút mà sao 8-9 thôi 8-9 phút được á. Em bị éo le quá hả, hỏi gì cũng trả lời nữa, có 1 phút ai tính trời. Ủa nhưng mà 8-9 phút mà mình nấu được gỏi gà luôn hay? Biết sao ta nấu xong trong vòng 90 phút thôi, ta nấu 60 phút cũng được vậy. 90 phút nấu một bàn tiệc luôn chứ đừng nói gỏi gà không. Đúng rồi, nấu được sống nhan ai ăn được mấy chị ơi. Dạ thôi kệ đi, mấy chị muốn nói thì nói đi, mấy chị muốn nấu thì nấu. Dạ. Em đọc lẹ đi. Không đâu nói gì đâu. Ủng hộ chị, đọc đi chị. Lê Như sẽ dẫn các bạn tham quan căn bếp huyền thoại. Ủa không cần nhờ Lê Như dẫn, tụi này không tham quan được chắc. Coi như em trong đây luôn đi. Thôi kệ, thôi kệ, hết mời, kệ. Hết giờ rồi. Rồi. Chơi làm cha làm mẹ kệ. Các bạn phải tự làm tất cả mọi việc, không được nhờ ai ngoài Lê Như phụ giúp. Trời ơi, bà là Như chắc bà giỏi lắm mà, cái gì cũng nhờ bà được chắc. Ai vi phạm sẽ bị phạt 1 triệu đồng cho một lần. Nữa chị. Rồi xin lỗi nè, đây con nhỏ em tôi có nguyên cái quán luôn, cắt chắc nhờ người khác giúp bà. Chắc tốn 1 triệu để tiền nhờ. Ồ, với em khỏe, hỏi nhờ em. Không có, nhưng mà sẽ nhờ em chuyện khác. Lôi muối mè với lại hột é đó cưng. Có coi tấm cám không? Đây, cám đây nè. Mẹ cám. Cậu chỉ biết em lại không? Là gì em? Hoàng tử. Nhớ hoàng tử. Không phải má, chị gì hoàng tử bà đợi. Nhớ hàng sớm. Tôi lốp lúa, nhớ hàng sớm mẹ ơi. Phủ ở đây nhưng mà tụi em đấy đó. Vậy qua lửa phủ đi. Tôi lửa bà. Phủ nha. Thiệt. Rồi. Đang làm trai đó. Phủ thôi nha, đừng phá trai nha. Quá hả? Trai quá. Lúa má ơi. Rồi. Lê Như sẽ là người giúp việc nhẹ cho các bạn thôi. Các bạn phải khai thác và sử dụng Lê Như cho hợp lý. Chúc các bạn nấu ăn ngon và nhận được lời khen của hai vị chủ nhà là các bạn sẽ thành công. Như mà chủ nhà nói dở á, là coi như cái tiền cát xê của tập này á, quyên góp vô thùng từ thiện. Thiện tay, thiện tay. Ê nó nghe nè, bà này con người mà giống như mỏ than vậy đó, khai thác và sử dụng. Trời. Bà đừng yên tâm, tôi khai thác mà cho bà coi. Mà nó nghe nè, cái chương trình này nặng nề quá, chơi lúc nào cũng bị phạt tiền. Phạt này nọ đúng rồi. Cát xê. Ủa mời người ta chứ đâu phải là lại là làm cái đúng gì mà, đâu mà chương trình này giống như thiệt thế hệ luôn. Phạt lúc nào cũng phạt, phạt phạt lúc nào cũng đúng rồi, cặp tiền ghê lúc nào cũng tại như bây giờ mình giáo dục phải không, mình nấu không được đâu, mình chỉ dạy người ta đúng không, mình chỉ lại làm cho tốt hơn. Tiền quá bà nè, tiền nấu được nấu bà luôn rồi phải không. Trời ơi khổ biết bao nhiêu, đi xuống đây lặn lội khúc này để bà la nghe. Rồi đi vô nè, cái nè rồi đi nè, nấu gà đồ nè, bưng vô đi bà đó, việc nhẹ đó, nhờ đó sách bưng vô đi, giờ mua gà nè đó gà. Ủa hai lần luôn vậy hả, sách liền cho chị thiệt á, chị không bao giờ bắt cưng hả, cầm trên 10 kg là nhẹ, việc nhẹ nhất đó bàn giao cho chị đó.
Nhẹ cái gì, trời đất ơi, vui gì hết, làm giọng mẹ rồi. Mấy chị, đợi em với. Rồi đấy, ra đây với mẹ. Con ơi, mẹ ở bên Mỹ mới về á, mọi thứ đều lạ lắm lắm. Cái này là cái gì vậy con? Mẹ ơi, đây là người ta gọi là cái lò đó mẹ. Cái gì? Cái lò. Cái lò. Cái lò đọc là cái lò. Rồi cái ọ là cái lò. Cái lò. Thôi mẹ thấy tục tiễu, con gọi là cái bếp thì được rồi nhé con. Mẹ qua đây con giới thiệu với mẹ, đây là cái tủ. No no, theo như mẹ biết cái này là gọi là cái dập ban dề. Cái dập, nói cho mẹ là con mẹ. Dập. 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 Ban. Ban. Dề. Dế. No 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 no, dế. Dế là cái dế mình để đựng nồi cơm, cái này là dề. Dế. Dề. Thôi mệt quá mẹ ơi, mẹ ơi con... mẹ ơi cái này hay quá nè. Mẹ ơi này là gì vậy mẹ? Giấu mẹ ơi đi. Giấu nó đi, đồ chơi của mẹ đó. Hai mẹ con mình đi nấu ăn. Ơi, đừng nói hôm nay cho chương trình cho mình xài bếp củi nha. Dạ, dạ đúng rồi nè, nè, đó củi nè, củi nè, củi nè, củi nè, củi nè. Khổ thương dạ. Em gái. Ôi trời ơi, dướng tóc bãi rồi. Trời đất ơi, đều hết rồi. Dạ không sao, em khỏe, em bình thường, bình thường. Ok. Dạ, xin giới thiệu với tất cả mọi người ở đây. Đây là gian bếp cổ của chủ nhà. Chúng ta không được sử dụng bếp ga hay bếp điện mà chúng ta phải sử dụng bếp củi. Đó, hên là bây giờ chủ nhà đang nấu một nồi nước luôn à, nguyên cái ấm nước luôn cho nên chúng ta có thể sử dụng. Và chỉ có sử dụng cái bếp đó và chén đĩa ở đây thôi. Còn tất cả mọi thứ là chúng ta phải tự lực. Trời đất ơi, chương trình ác nghiệt vậy. Rồi bây giờ từ xưa giờ xài bếp ga không, bây giờ bếp củi sao biết nấu đấy. Tôi ở bên Mỹ về tôi xài bếp điện không, tôi đâu có dạy mấy cái bếp như thế này đâu. Nhưng mà gian bếp này chắc là cổ 100 năm rồi đấy, thử coi nó có còn chắc không đấy. Một chút nó sạch chết hết rồi. Ủa, sáng giờ Việt Nam mà tự nhiên giờ nhìn Việt Kiều vậy đó hả? Ôi, chắc tôi quên. Nói tiếng Việt cho nó khỏe. Mà mệt ghê luôn á. Mày diễn có cái nét đó hoài à. Thôi bây giờ nè, mình vô làm đi. Mình có một người làm, người trợ giúp phải không? Đó, làm những việc nhẹ nhẹ. Bây giờ thôi em cắt cổ gà, nhổ lông gà bằng gà đi. Rồi, đúng rồi. Sắt ra. Mấy việc nặng nặng bữa củi này nọ để mấy anh làm cho. Mấy chuyện mà nặng nặng giống như là theo yêu cầu gà còn nhảy đó. Không, bây giờ em có thể làm tất cả mọi thứ trừ việc cắt cổ gà thôi, em không có sắp. Không, tại vì bây giờ nghĩ là chương trình giao em là có thể là sai em những gì không lý rồi. Đúng không? Thì bây giờ em ơi, nhận tiền của chương trình mà, đâu có dễ. Bây giờ nếu mà em không cắt cổ thì em đập đầu nó miễn sao chết thôi. Ừ, vậy thôi. Nam mô. Mô Phật. Thiền tai. Ủa chị có nói gì quá đáng hả? Em đừng có buồn, trong tờ giấy đâu có ghi là em không được cắt cổ gà đâu. Đúng rồi. Mấy chị làm theo luật. Nhưng mà em làm không có được. Không được cũng phải được. Đúng rồi. Không có đền 200 triệu, cứ việc đền. Thiệt á, chị nói thiệt luôn, biết sao? Nhẹ lắm, công việc này rất nhẹ. Mấy việc nặng nặng rất là đơn giản. Em chỉ việc cầm cái búa lên, em để con gà tấm thớt, em gõ một cái bếch. Đó, chết quèo. Em mần con gà vậy thôi. Hôm nay mấy chị niệm kinh cho. Không được rồi, đâu. Bây giờ mấy đứa còn lại nè, đi làm tỏi, làm hành nè. Chẻ củi. Chẻ củi đó làm đi con. Làm đi. Giờ nhiệm vụ tôi để tôi rang gạo cho. Tôi hy sinh tôi làm. Rồi đi cắt củ gà. Rồi đi. Tôi làm than thở cho. Rồi đi. Bây giờ chia nè. Đó, nó sắp bắp cải gì đây nè. Đây nè. Bây giờ nhiệm vụ của tôi đây nè. Tôi thích mấy cái vụ núm núm lắm. Không được, mình phải mượn dao để giết gà thôi. Mình sẽ không sát sanh đâu. Chị Năm Trà, chị Năm Trà. Năm Trà ơi. Trời ơi, giờ cái gì vậy mẹ ơi, đang kiếm con dao nè. Cái nhà cái bếp gì mà không có kiếm được con dao. Lấy chưa, lấy được dao chưa? Rồi. Cổ gà giùm mày, em đi trụ em sợ. Mẹ. Hả? Trời đất ơi. Đủ díu không? Rồi con gà bị lớn, cái dao bị lớn, vậy sợ quá. Không có dao. Bỏ nó xuống đi, cho nó bình tĩnh lại coi. Đọc kinh, cho nó mau siêu thoát đi. Trời ơi, con ơi, không có muốn sát sanh nữa nha. Không muốn giết con đâu. Trời, tại ban tổ chức á, tại đạo diễn á. Thiệt á, mà chị nói em nghe nè. Mấy cái việc nhẹ nhàng vậy đó, chị không có làm. Chị hy sinh, chị làm chuyện nặng. Dạ. Chị lạ, chị giao lại cho em. Không, chị biết đi. Sao không, mấy cái này nè. Cái này á là, tên như là, nó phù hợp với chị hơn. Không, khùng quá, cái nét chị đầm thắm em thấy. Em thấy chị mặc bộ đồ là em biết chị hiền dịu cỡ nào rồi đó, chị nói thiệt với em á. Em cũng đầm thắm lắm mà. Không em ơi, không, trời ơi, em mặc bộ hồng này em chín chặt chị chứ gì. Cái tính của em, cái tâm tính của em chị biết. Không. Hiểu không, em hợp với công việc này. Không có, trời ơi, chị nói sao vui quá trời ơi. Cái này em đâu có biết đâu. Em cầm cái tay mà em. Nhận tiền của chương trình rồi, chị nói em á. Thì đó, em cũng có trách nhiệm. Tại vì em không có làm được cho nên em nhờ chị không thôi là. Giống như chủ nhà người ta không có thấy đồ ăn ngon là mình bị phạt. Thì đó, thì hai chị em mình chung thì giờ ấy đi
con gà nó chạy đi mất tiêu bây giờ. Đó, nè, bởi vậy nè, chị coi nè, 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 chị coi nè, cái không, cái không, chị cầm đi. Đó, chưa vừa tay chị dễ sợ luôn, em đâu có vừa cầm cái được gì, đâu. Khùng đó. Quá, chị vừa mấy cái vụ kia chứ cái này chị không có vừa tay chị, nặng nề lắm chứ không có làm được. Phải, chị biết không, cái này chị tìm, có nghĩa là chị có duyên, nãy giờ em đi tìm dao đâu có đâu, chị tìm được. Không, đó là chị phải tìm ra con dao á, nhưng mà giờ không có con dao ra, con này là có duyên với em nè. Không, nói chung là em không có thích cầm dao, chị biết không? Thôi, chị cũng vậy mà, cái này đâu phải con dao đâu em, cái này là cái rửa. Nói chung là em không thích cầm cái rửa hay cái dao gì hết trơn á. Chị phản em á, chị phản em một cái liền á, bé cưng. Em đi. Nó nghe nè. Mấy công việc khùng quá, mấy công việc nhẹ bé. Rồi giờ chị vô chị bầm tỏi trong chổng kìa. Chị bảo gì đúng không? Ừ, bảo xuống, bảo mạnh gọi đúng không? Ừ, đó, bảo mạnh xuống cho em. Rồi em làm nó đi rồi xong chị bảo này làm tiếp. Không biết hai con quỷ kia nó là con năm trà như nó làm xong chưa nữa. Trà ơi, xong chưa trà ơi? Trời ơi má ơi, không có dám cắt cổ gà nữa, sợ muốn chết nè, từ đó giờ có làm cái chuyện này đâu. Ráng đi trời. Bảo chưa? Ủa, sợ quá đi. Ủa. Mày cắt không được thì mày dẫn con gà đó đi, mày để nó đi. Mày cắt rồi em cột nó vô gốc cao rồi, ai ra cắt giùm em đi. Cắt không được thì mày đập đầu nó đi. Trời ơi, A Di Đà Phật à. Trời, mà sắc gì phải không cưng? Đúng rồi, bà mỏng mỏng lên chút. Trời ơi. Chút nữa mình làm nó thì nó được nó cái nào giờ chị hả? Giỏi nấu ăn lắm. Mà chị nấu mình chị ăn. Là người đi đường, đi ngang qua đây thấy chị bất bình chị nói vậy thôi, cái chị cũng không giúp được chị đâu. Gán nghe không em? Chị ơi, em mất 30 ký mỡ rồi chị. Cứu em. Trời hên ghê luôn á chị. Tự nhiên cái con gà nó chạy vô nổ sôi luôn hả chị ha. Bởi vậy em ơi, em sống của ông Thái Thiên á thì em đi tu đi nha cưng, giống như chị giúp em thì một kiếp này vậy đó em. Nhớ đừng có về kiếm chị nha không. Thôi chuyện cũng lỡ rồi, chị cũng đau lòng lắm. Làm lẹ đi em, mưa tới rồi. Em lặt nha. Lặt đi, hai chị em mình lặt đi cưng. Cái này em biết cái gì không? Gì chị? Cái tai của nó đó em. Cái cánh. Người ta cái cánh này, cái tai. Thì giống như mình vậy đó em. Ừ. Đó, lặt đi em. Không, chị quay qua đầu này nè. Ừ, đó. Nè nghe, em nói chị nghe, em có kinh nghiệm nha. Cái này em sao? Có kinh nghiệm. Chị lặt anh chị phải nói. Để cái tay chị sát vô nè. Ừ. Tại vì chị lặt như vậy đó là nó ra luôn cái này chứ không, cái lông măng nè, cái lông măng nè. Dạ đó chị hiểu thôi rồi. Là chị bị ê, nhưng mà mày lặt nhẹ nhẹ, mày lặt mạnh quá biết sao, nó xước cái da nó không có ngon phải không. Ừ. Nó bị đi cái da luôn. Trời đó em, đảm đang ghê. Ủa trời ơi, chị giỏi lắm á. Ừ. Trời ơi, chị có hai đứa con rồi, nghĩ sao chị làm dâu mà có con luôn. Trời ơi, chị con gái mà chị sanh đẻ được, sanh giỏi lắm. Ừ. Em chưa biết chị đâu. Không biết thiệt. Chị đẻ đường nào nữa đó. Trời ơi. Chị con gái mà em nói làm sao vậy? Chị với em chị hiểu cái hết chứ. Nó nghe nè, cái này nó chưa có nóng vậy đó. Em nhúng nhúng xíu nữa. Biết sao không? Nó chưa có nóng, nó chưa có thấm vô đó em. Cái nồi ai nóng quá. Rồi bây giờ chúng ta công đoạn làm nước mắm nha. Bây giờ chị bào cái này rồi cứ làm đó đi. Ừ, đó, ok. Để em bầm ớt với lại tỏi cho. Ê, cái này có hơi có cay không nè? Có. Nước mắm thì chị phải làm chua cay nó không không không, chị hỏi là bào cái này hơi mắc, chị có cay thôi đừng nói. Bông bông bàng bàng, bông 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 bàng bàng. Bông ơi, chị cho ăn nước gạo nè em. Thank you.
Ông mơ xem chưa lên ăn nữa em. Bé ơi, chị khó à, chị ơi. Chị sẽ làm không bền thôi. Không, chỉ thời mình không làm. Trời ơi, giỏi, ai che mình coi giỏi ghê không? À. Trời ơi. Chị Lộ ơi, tụi em làm gà xong rồi nha. Làm xong thì đem vô luộc đi mấy má. Đi, ừ, đi, đi, đi. Làm giỏi ghê, con gà trọc đầu luôn. Vô, vô, vô. Đục nó bụng quá chị ơi. Ui, để đi, để đi, em nôn quá nè. Nè, chị thấy không? Đó, em pha nước mắm nè, đường nè, bột ngọt, ớt rồi vô. Giờ mình quậy cho đường tan nha. Đặc biệt cái nước, nước quậy này là đường tan hết thôi. Đúng rồi, đặc biệt cái nước này nè, chị phải là nước nấu sôi nha, để nguội. Sao để nguội? Đúng rồi, thì chị mới bảo quản được cái nước mắm lâu, nó mới không bị hư. À, còn nếu mà mình để mà nước lạnh thì nó sẽ mau hư. Đúng rồi, chị gắt cho em hai miếng chanh đi. Tùy theo khẩu vị mình thích ăn. Đúng rồi, gắt luôn. Nặng vô đó. Nó có cái lỗi chanh nó sẽ thơm ngon hơn. Rồi dắt ít thôi, dắt nhiều quá nó bị đắng nha. Có lấy cái này không? Khỏi khỏi đi chị. Dắt lại ra. Gì mình... Trời má xuất sắc thiệt luôn á. Châm thêm vô. Nhưng mà chị nghĩ là thêm miếng nước mắm đi. Hơi lạc hả? Hơi lạc. Để em thử miếng coi nha. Ừ. Được rồi. Ok. Wow, trời ơi, sôi nè chị. Thấy nè. Chị Lộ ơi. Ơi. Cháo sôi rồi. Ok, đợi chị chút xíu lấy ra đi. Trời ơi, là ngon luôn. Trời ơi. Wow. Wow, xong hả? Rồi, rồi, rồi. Úi ơi. Em đây, em đây. Em chạy, em xé con gà đi, rồi em trộn gỏi đi. Rồi, rồi. Rồi, rồi, hấp dẫn quá. Hai đứa mình đi xấy gà, hai đứa mình đi xấy gà. Đi, chà, 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 đi rửa chén, ấy đi dọn chén đi cưng, đi dọn chén đi. Chén à. Để tao với bà này múc cháo. Lấy chén đi. Đây. Lấy cái mâm má ơi, lấy cái mâm chất lên. Rồi gỏi đồ vô. Rồi đàn bà con gái gì không có biết làm bếp làm nước gì hết trơn nè. Trời ơi, nhà nhà đó giờ giàu mà ba má đâu có cho làm. Bà nội ơi, lấy cái giá kia múc kìa. Đó, rồi giờ lấy chén. Chén hết nè. Rồi ai sang thì ăn chén. Ôi sao chén kiến không vậy? Được ra đi con, ra đi mẹ thương con. Xin chúc mừng các chế đã hoàn thành món cháo gỏi gà với số tiền là 150.000 đồng. Trời ơi, 150.000 của em lớn hết sức luôn đó. Không có sự mà giúp sức của hả mấy anh chị em tiểu thương ngoài chợ với sự lê lết của mấy chị, dễ gì mà có được mấy món này đâu cưng. Ở đó chương trình chắc lớn quá, một bàn như vậy ở đâu ra chén cho chị. Nhưng mà nhờ vậy mới biết là mấy chế giỏi. Nhưng mà em thắc mắc một điều nha, tại sao trong cái món gỏi của mình có cái rau càng cua mà hồi nãy em nói là đi chợ đâu có rau càng cua đâu ta? Trời, dạ thưa chị ơi, mưa nó buồn, lên á, mọc cả đống, mọc đống ngoài. Hồi nãy em ra ngoài em bức đó chị. Nói gì đó chứ em buồn. Sao, sao dạ? Buồn vậy mà đừng có ăn nha. Rồi nãy nhỏ đó chứ giờ nó bụng chết xong ăn. Thôi mà trước khi ăn nè bác Sáu ơi, bây giờ là trước khi tụi con ăn á thì tụi con muốn nhờ bác Sáu một chuyện, là bác Sáu có thể chấm điểm thử là tụi con làm cái món này nó được bao nhiêu điểm nha bác Sáu nha. Rồi 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 rồi, bác Sáu sẽ thực hiện đúng như ý muốn của mấy đứa em. Dạ. Nhưng mà trước khi bác Sáu chấm điểm thì bác Sáu uống riêng lì. Dạ. Dạ. Mỗi đứa uống một ly. Hả? Trời, con gái có biết uống được bác Sáu? Gái sao biết uống gái được? Gái mày uống được thì mày uống được. Cho con uống 2 ly được không? Trời ơi, trời ơi, đô mạnh, đô mạnh. Bà đàn ông quá à. Trời ơi, con uống về má là chết. Bác nói vậy thì cháu uống luôn. Rồi, đó, con nè. Con không có biết uống rượu. Rồi, bác uống rồi giờ tới con nè. Con hả? Trời, con không biết uống mấy cái loại này. Thề con biết uống sao? Cháu gái uống được mà. Trời ơi. Con có biết uống. Trời ơi, không biết uống đó. Bà gái vậy thôi, không biết uống đâu. Uống cái ực gì đó. Ừ. Con này con uống sao nè. Cảm ơn. Đeo bà tử. Vừa quá, mạnh mẽ quá. Mấy đứa rượu hay nước lạ cho mấy đứa? Sỉnh rồi, sỉnh rồi, sỉnh. Trời ơi, trời. Em sao em run sợ quá à. Trời, mặt thấy cưng quá, hay sỉnh. Cái hồng hồng dễ thương lắm ha mọi người. Tới chị. Rượu đặc biệt á. Dạ. Rượu ngon, rượu ngon á. Bác Sáu tay hơi gùng á. Cái tay bác nào giờ nó vậy. Dạ. Chắc hồi đó bác hay ăn chân gà lắm hả? À, tại vì lớn tuổi rồi nó vậy chứ ăn ăn gà bao nhiêu ăn chứ không có sao. Không sao. Dạ. Lớn tuổi rồi mà biết. Dạ. Con hơi gùng tại vì đó giờ con không có uống rượu. À, năm trà tới tới lớn tuổi thì không có ăn được tại cái môi nó gớt xuống dưới đầu gối rồi. Đầu lưỡi nó ra. Ôi, nó tắt vô cái.
với thằng ông đi. Đứa anh nhắm xong rồi phải không? Dạ. Rã. Ngon phục, ngon phục. Ăn thử, ăn thử món gỏi gà dạ, coi coi. Này để con gắp. Con gắp bây giờ bác thử ha. Con gắp gắp miếng thịt thịt gà cho bác Sáu đây. Đúng rồi, để cho bác Sáu ăn thử có chấm điểm cho tụi con chứ. Để con đạt tiêu chuẩn của chương trình hay không? Một miếng gỏi nè. Đó. Chấm còn trang xíu nước mắm cho bác Sáu. Xíu nước mắm rồi, xíu nước mắm vô, tỏi ớt vô. Đó. Đó. Thử đi bác Sáu. Ồ, à, ngon quá nhưng mà không bằng bác Sáu mình làm. Trời. Nhưng mà cũng ngon. Cái này á chừng 8 điểm à. Trời ơi. Vậy là không mất tiền cá xê. Cảm ơn bác Sáu. Thôi, ngon là nhờ nước mắm tôi trộn đó bà. Trời nhờ em cũng nhổ lông gà. Trời, em cho gạo. Nhờ chị đứng hối mấy đứa. Nhờ mỗi đứa. Mỗi đứa mà làm chuyện á nên dạ, dạ. Nó ngon vậy đó. Đó. Thôi bây giờ giờ ngon quá rồi à. À dạ. Ăn đi. Khoan, trước khi ăn thì xin gửi gắm với cả nhà nha. Cả nhà hãy đón xem chương trình B3B vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Cô Út Official nha. Và đừng có quên lâu lâu rảnh rảnh bấm vô coi Lê Như với những cái clip hai lúa của Như miền Tây nha. Rồi cả nhà nhớ nghe, ghé ủng hộ chè mâm của em nhiều để em có chút bích tiền để em làm những cái clip tiếp theo gửi đến cho cả nhà nha. Và mọi người cũng đừng quên lịch diễn của đoàn Lưu Tô Sài Gòn Tân Thời vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại số 1 Bít Nguyễn Thị Minh Khai, sân sân khấu True Bít nha mọi người. Cả nhà đừng quên em nha, em là Đâm Trà nè mọi người ơi. Nhớ ủng hộ cho cái thác Lô Tư Hương Na cho mọi người, số 1 A đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thôi mấy chị ơi, làm ơn đừng quảng cáo nữa, ăn đi rồi về. Đói quá rồi. Cho phộng ngon cái thời gian. Giờ con đó cũng mời bác Sáu ly nha. Rồi. Là con mời bác Sáu. Đây là cái cánh nè, thích là cái cánh. Cho cánh nè. Thằng bà ăn gái mà ăn cánh nè. Bơi kèo rất giỏi quá. Dạ. Bây giờ tao uống rồi, ly thứ hai rồi mấy đứa cũng phải uống chứ. Ngọng luôn á ơi. Tôi ra mà tử mà thôi. Đói bán luôn chị. Ráng đói bán luôn. Dạ. Đói ngủ mai về. À, tối khỏi. Chị uống dưới đi, chị uống hai ly, uống ly. À, uống xong rồi khỏi đi sơ luôn. Chưa hết thấy nó xỉn rồi chị lộ coi. Thiệt, ai nói em tham ăn em chịu chứ đói quá. Nói thiệt. Ngon, công thức mình làm, náo giờ phải giỡn. Đó. Trời năn nỉ muốn gãy lưỡi mua được con gà 80 ngàn. Thiệt 80 ngàn con gà ai tưởng tượng nổi. Nhảy như con điên ngoài chợ mới được đó bác. Dạ. Trời ơi con nói thiệt, nhảy ra xúc cái láp, xúc đôi dép, xúc sổ đổ tháo tùm lum tùm la. Ngon quá ha. Mình ăn đi cho mấy anh quay phim ảnh ăn dạ. Rồi ngon quá. Cảm ơn bác. Cả nhà cùng dùng chung nha, xin kính chào. Kính chào và hẹn gặp lại. Bye tuần sau nha. Chị ơi, nãy thì cho cả nhà, hôm nay em với chị mới phát hiện ra một con em họ của Linda. Em họ Linda hả? Y chang Linda vậy đó. Y chang, phải nói là hiện tượng mạng Linda đúng không? Đúng rồi. Rất là dễ thương, thì bữa nay Linda cũng có một người chị em họ cũng rất là dễ thương giống như Linda vậy đó. Em nghĩ chắc là thất lạc lâu lắm nay mới kiếm được đó chị ơi. Cái này là cũng cơ hội giống như là tìm người thân lời chú quý vị. Xin Nam. Rồi, chỉ qua liền á. À, xây qua giùm em. Đó, xe qua camera. Linh Chi. Rồi. Em của Linda. Đó. Này là thuộc dạng phục linh nha cả nhà. Dùng để thuốc uống thôi chứ không được làm gì hết á. Y chang luôn. Em chửi đi em. Em không phải là em của Linda. Em là chị của Linda. Vậy hả?